Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự yêu thương, giúp đỡ của nhân dân, cùng với lực lượng bộ đội biên phòng trong toàn tỉnh, các thế hệ cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng 567, nay là đồn biên phòng Hương Quang, đã đoàn kết một lòng, không ngại gian khổ hy sinh, dũng cảm, mưu trí, lập nhiều chiến công hiển hách trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn đóng quân, được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các cấp, các ngành ghi nhận đánh giá cao. Xanh xanh những đồng lúa, xanh xanh những cánh rừng, xanh xanh màu sông nước, xanh xanh nơi đảo xa, màu tình yêu thiết tha của người lính Bắc Hồ. Nằm giữa đại ngàn, bốn bên rừng núi bao la trùng điệp, địa bàn hiểm trở, cách trung tâm huyện Vũ Quang 40 km, trong đó có hơn 27 km đường thủy, không có điện lưới, sóng điện thoại di động chập chờn, lại không có dân. Có thể nói rằng, đồn biên phòng Hương Quang là đồn gặp nhiều khó khăn nhất trong hệ thống đồn trạm biên phòng của tỉnh Hà Tĩnh. Đảm bảo đủ nguồn cung thức ăn hàng ngày cho hơn 50 cán bộ chiến sĩ ở đồn biên phòng Hương Quang đã là một điều không hề đơn giản. Vì không có điện lưới, nên việc dự trữ thực phẩm là điều gần như không thể. Vậy nên hàng ngày, dù nắng hay mưa, cứ 4 giờ sáng là Trung úy nuôi quân Nguyễn Đình Anh lại phải lặn lội hơn 40 km bằng đường bộ, đường sông từ đồn ra thị trấn Vũ Quang để mua lương thực thực phẩm về cho bộ đội. Những ngày thời tiết yên bình thì công việc còn thuận lợi, còn những ngày mưa gió thì hết sức nguy hiểm. Được sự quan tâm chỉ đạo của ban chỉ huy và cùng đồng thời sự động viên của đảng ủy chỉ huy đồn thì bản thân tôi thì cũng vượt qua cái khó khăn đó. Đóng quân trên địa bàn không có dân cư, đồng nghĩa với việc không có bất cứ một dịch vụ gì. Tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày, bộ đội phải chủ động hoàn toàn. Tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống là điều cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hương Quang xác định phải đặc biệt chú trọng. Những luống rau xanh, những đàn gia súc gia cầm được chính bàn tay cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hương Quang dày công chăm sóc, đã mang lại nguồn thực phẩm quan trọng để phòng cho những bữa ăn vào ngày mưa, bão, thuyền tiếp tế lương thực thực phẩm không thể vượt được lòng hồ Ngàn Trươi. Hiện nay khi cái dự án Ngàn Trươi Cẩm Trang được đưa vào khai thác sử dụng thì đơn vị là đứng phía sau của lòng hồ, thì với cái đặc điểm địa bàn là không có dân, là không có đường giao thông đi lại rất là khó khăn, để đảm bảo đời sống cho bộ đội thì gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt ở đây là cái lương thực thực phẩm ấy. Trong những năm qua thì đơn vị cũng đã từng bước có cái cải tạo cái hệ thống vườn tược, nên là đầu tư vào công tác tăng gia sản xuất để phần nào là giảm thiểu được cái lương thực đưa từ ngoài vào, nhằm đáp ứng cái lương thực từ chỗ tại chỗ đưa vào bếp ăn cho bộ đội, như là rau xanh rồi là gia súc gia cầm. Đồn biên phòng Hương Quang được giao quản lý bảo vệ 46,6 km đường biên giới giáp với huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Say, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, với 14 cột mốc quốc gia, từ mốc 484 tới mốc 497. Đồng thời phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực biên giới, trong khi hệ thống thông tin liên lạc và giao thông đường bộ hầu như không có. Để đến được cột mốc quốc gia, cán bộ chiến sĩ của đồn phải mất 6 ngày trèo đèo lội suối, ăn ở trong rừng sâu núi thẳm. Khó khăn vất vả là vậy, nhưng với phẩm chất bản lĩnh của những người lính, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hương Quang luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra. Chỉ tính riêng năm 2018 đến nay, đồn biên phòng Hương Quang đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra đường biên, cột mốc, kiểm soát 105 phương tiện cùng 405 lượt người ra vào khu vực biên giới, bảo đảm không để xảy ra bất cứ sự cố đáng tiếc nào. Bên cạnh đó, đồn cũng đã phối hợp tốt với Vườn Quốc gia Vũ Quang
tăng cường tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng do vườn quản lý, nhất là khu vực lòng hồ Ngàn Trươi. Qua đó đã xử lý vi phạm hành chính nhiều đối tượng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng tại khu vực vườn quốc gia Vũ Quang. Công tác phối kết hợp giữa kiểm lâm và đồn là nói chung thường xuyên, nói chung là cứ một tháng vài tháng là cứ mình tổ chức giao bán và đi tuần tra kiểm tra thường xuyên theo định kỳ. Lực lượng của biên phòng á là nói chung là cũng có một đóng một vai trò quan trọng trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng của vườn. So với các đơn vị trong toàn tuyến núi thì đồn biên phòng Quang là một trong những đơn vị khó khăn nhất, do là hệ thống đường tuần tra của đơn vị chưa có và cái đường đi lại. Do vậy trong quá trình tuần tra kiểm soát, anh em là cơ động chi viện lực lượng gặp rất nhiều khó khăn. Thì để làm tốt thì công tác tuần tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ hệ thống đường biên cột mốc cũng như quản lý người phương tiện ra vào khu biên giới, thì trong thời gian qua thì dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Ban Chỉ huy đồn thì anh em chúng tôi là xác định tốt là vai trò trách nhiệm và thực sự là xung kích là phát huy là vai trò của tuổi trẻ. Cùng với đó, đồn biên phòng Hương Quang đã làm tốt nhiệm vụ chính trị nơi đóng quân, nhất là làm tốt công tác vận động và giúp đỡ nhân dân di rời, giải phóng mặt bằng, phục vụ cho thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang, dựng lại nhà cửa cho người dân nơi vùng tái định cư mới, xây dựng và phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về phòng chống, đấu tranh tội phạm, phòng chống thiên tai, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác theo yêu cầu của tỉnh, huyện, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài tham gia giúp đỡ các địa phương khác trong huyện Vũ Quang khi có yêu cầu, đồn biên phòng Hương Quang còn đứng ra đỡ đầu hỗ trợ tiền, ngày công giúp xã Hương Quang xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018. Nhất là đồn đã cắt cử một tổ đội cán bộ chiến sĩ cắm chốt tại địa bàn, một mặt cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời cũng góp công sức giúp đỡ nhân dân chỉnh trang nhà cửa vườn tược, xây dựng các công trình giao thông thủy lợi. Chính từ những hoạt động giản dị như vậy càng làm thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa quân với dân, giữa đồn với cấp ủy chính quyền địa phương. Ở địa bàn thì biên phòng thường xuyên có một tổ công tác nắm chắc tình hình, phối hợp với lực lượng quân sự và công an trên địa bàn để bảo vệ vững chắc tình hình an ninh trên địa bàn xã biên giới. Còn về phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới thì bộ đội biên phòng Hương Quang cũng có rất nhiều đóng góp đối với địa phương, từ nhân lực rồi là kinh phí cũng hỗ trợ địa phương rất là nhiều. Nhằm động viên chia sẻ với những khó khăn của đồn, các cấp, các ngành đã dành nhiều tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Hương Quang. Trong đó, Hội Phụ Nữ tỉnh đã tiến hành kết nghĩa đỡ đầu, thường xuyên đến động viên, chia sẻ, hỗ trợ cây con giống để đồn tăng gia sản xuất, đảm bảo đời sống thường ngày nơi rừng thiêng nước độc. Chỉ đạo Hội Phụ Nữ các cấp ký kết hoạt động, tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ với cán bộ chiến sĩ đồn. Nhất là lãnh đạo huyện Vũ Quang đã thường xuyên quan tâm, động viên để cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hương Quang vững chắc tay súng, bảo vệ tốt chủ quyền biên giới quốc gia. Những lời động viên, những món quà nhỏ, những chiếc bánh chưng xanh ngày Tết, những buổi văn nghệ đã làm ấm lòng, bền chí đối với những chiến sĩ quân hàm xanh giữa đại ngàn Vũ Quang. Là bằng cái tình cảm chân thành thì các chị em Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ mang cái mùa xuân ấm áp đến sớm với các đồng chí chiến sĩ biên phòng ở đây. Mong rằng các anh sẽ luôn vững chắc tay súng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Hương Quang trong những năm qua thì đã nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, các ban ngành cấp huyện thực hiện tốt cái chức năng đảm bảo chủ quyền an ninh biên lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở vùng biên, và đặc biệt là
làm tốt các cái nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Trong đó cụ thể là giúp đỡ đỡ đầu xã Hương Quang trong xây dựng nông thôn mới, trực tiếp là thôn Tùng Quang xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Rồi đồn có nhiều các hoạt động xã hội từ thiện, làm tốt công tác dân vận. Đó là đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội. Rồi thực hiện các chương trình như là nâng bước em tới trường, chấp thắp lửa yêu thương, đỡ đầu các cái em học sinh của cái vùng xã ở biên giới Hương Quang trong cái vượt khó vươn lên học giỏi. Rồi thực hiện công tác phòng chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ khu vực vùng biên, đặc biệt là cái việc khai thác vàng ở khe Tró, khe Đừng của thuộc xã Hương Điền. Rồi kiểm soát người, rồi phương tiện xâm nhập khu vực biên giới trái phép. Rồi làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng, làm tốt cái việc huấn luyện diễn tập, nhiều các hoạt động khác góp phần tức là phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, đảm bảo cái ổn định chính trị nói chung, đặc biệt là khu vực biên giới. Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nhất là đóng quân trên quê hương và căn cứ địa kháng chiến của Phan Đình Phùng cùng nghĩa quân, mỗi cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hương Quang càng tự hào, phấn khởi, thấy rõ trách nhiệm của mình trong giai đoạn cách mạng mới, làm cho quá khứ, hiện tại và tương lai tạo thành một dòng chảy liên tục để truyền thống của bộ đội biên phòng ngày càng tươi thắm cho hôm nay và cho cả mai sau.